Chào anh ạ. Anh gọi em đến đây sửa hệ thống nước ạ. Nhờ chú giúp anh sửa cái hệ thống. Dạ, hôm tối qua giờ dò dỉ suốt cả đêm. Ui, xót chết cả rồi. Chỗ anh em quen biết em sẽ giúp anh làm lại hệ thống nước sao cho tốt nhất và nhanh nhất giúp anh. Thôi, bao giúp anh. À, giúp anh lát anh trả tiền nhé. Thôi em làm luôn. À, chú làm xong rồi hả? Xong rồi anh. Thôi thì anh chú lấy bao nhiêu để anh gửi tiền công cho chú. Thôi, chỗ anh em quen biết tình cảm thì em không lấy nhiều đâu. Anh có bao nhiêu thì anh đưa anh bấy nhiêu ạ. Dạ, bao nhiêu cũng được ạ. Chỗ tình cảm anh em giúp anh. Anh cảm ơn chú. Anh móc tiền anh đưa cho chú. Chú tình cảm anh em chú lấy bao nhiêu cũng được đúng không? Anh đưa cho chú 5.000 5.000 hả? 4 ly trà đá nhá. Rơi nữa đâu mà khóc với chồng, còn gì nữa đâu mà buồn với This is great.